cái video này để hướng dẫn anh tạo cái zoom nè. Đầu tiên hết anh mở cái link zoom ra ha. Anh ấn vào chỗ sign in và anh đánh cái tên nè. Ly Nguyễn chấm bca show lúa sân a cầu gmail.com và cái password là s chữ a viết hoa ha, admin 123456 chấm. Rồi anh ấn vào sign in và nó sẽ ra. Thì đó, anh nó sẽ ra cái giao diện như thế này phải không? Và anh sẽ ấn vào cái schedule. Cái schedule này để anh thiết lập giờ phải không? Vậy thì ví dụ như anh thiết lập giờ là 5 AM. Thì đây nó sẽ có anh chọn vào 5 AM. Anh chọn là 5 giờ thôi. Nhưng mà anh mở Zoom trước 5 giờ vẫn được nha. Rồi anh chọn là khoảng 2 tiếng. Buổi sáng thì thường là mình khoảng 2 tiếng thôi là anh save. Mặc dù nó đang chạy phải không? Mà anh thấy ok, mình không tạo trước được. Ok, nó không cho tạo trước. Ví dụ như giờ anh chọn đi. Ví dụ như giờ cũng gần 11 giờ rồi, 10 giờ mấy rồi phải không? Rồi, ví dụ như anh chọn là 10 giờ thì anh bấm vào 10 giờ thôi. Anh chọn 2 tiếng. Chọn 2 tiếng. Rồi xong. Anh save lại. Thì nó sẽ nhảy ra đây cái. Rồi nó cứ chạy vậy thì anh cứ tắt đi cái những sao hết. Và ở đây anh thấy nó có chữ star nè. Rồi bắt đầu anh ấn vào star là anh mở cái zoom. Đó thì anh thấy cái link cái zoom mở rồi là đúng không? Rồi sau đó anh muốn mở một cái link nhạc động lực phải không? Thì anh cứ share vào đây, anh mở xuống. Rồi anh mở cái Google lên, anh mở cái Google lên. Anh ấn vào đây cái chữ là nhạc động lực. Nó sẽ ra một cái list cho anh luôn không? Ví dụ như anh chọn vào đây đi. Đó. Có sẵn rồi không? Rồi anh sẽ ấn vào đây để anh share. Anh ấn vào trong chỗ share screen nè. Không? Anh share màn hình. Rồi đó anh share. Và nhớ ấn ngay chỗ âm thanh. Không? Và anh chọn ngay trang chủ nhạc động lực nãy nè, chỗ Google nãy nè không? Anh chọn vô. Rồi anh ấn vào share. Rồi nó sẽ ra cái màn hình như thế này và cho mọi người xem đó. Rồi sau khi mà anh share xong tới đúng 5 giờ thì anh sẽ stop share này. Thì nó sẽ ra được cái màn hình Zoom. Được không? Rồi vô đây thì cái Zoom này anh điều khiển bằng cách nào? Anh mở lên đây. Ví dụ như đây là tên của thường là Liên Nguyễn không? Anh ấn vào chỗ chữ Mo này. Anh ấn vào chữ Rename là anh đổi thành cái tên của mình này. Ví dụ như Hồng rồi, sẽ đổi tên là Huỳnh Hồng. Nó mình ok cái là nó sẽ đổi tên của mình nè, phải không? Rồi, nó vậy đó. Đơn giản vậy ha. Rồi, bye bye nha.